Mùa hè này các bạn thích đi chơi ở đâu nhỉ? Đi công viên nước hay là đi biển? Tớ cũng giống các bạn đấy, nhưng mà tớ không đi chơi ở biển và tớ cần phải về biển. Xin chào các bạn. Tớ là một chú cá mang trong mình hình hài khá là sần sùi, có hai đôi mắt to, trên mình toàn là gai. Tớ biết quay trái này, quay phải và có một tuyệt chiêu đấy là đó là khả năng biến thành một quả bóng tròn của tớ. Và tất cả mọi người thường gọi tớ là cá nóc. Ở tập trước thì mình đã giải cứu thành công chú cá vàng đáng thương. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau giải cứu chú cá nóc này nhá. Và tất nhiên là chúng ta vẫn ở trong một cái khu nhà chật hẹp của một người nào đó đã nhặt tớ về nuôi. Ngày hôm nay chúng ta phải di chuyển ra khỏi căn nhà này. Giời ơi, di chuyển trong bình này đã khó rồi, đồ đạc còn ngổn ngang. Đây hình như là nhà của ai ấy nhỉ? Họa sĩ à? Mình nghĩ là họa sĩ đấy các bạn ạ. Bởi vì là mình thấy người đang vẽ gì hay sao ấy. Ui, tranh ảnh khá là nhiều nha. Đây hình như là hộp mực à? À đâu? Cái gì nhỉ? Hộp khâu hay sao ấy các bạn ạ? Khả năng cao là thế. Mong là chúng ta đi an toàn. Ui ôi, toàn là bình không kìa. Đã thế còn nghe tiếng kim đồng hồ kêu nữa chứ các bạn ạ. Nghe càng hồi hộp hơn. Ông nào để quả kim đồng hồ khó chịu thế nhỉ? Đây rồi các bạn ạ, bây giờ chúng ta sẽ tiếp đất ở đây và xuống cầu thang nhá. Nhà này hình như là 2 tầng hay sao ấy. Phải từ từ, phải từ từ. Phải từ từ thôi. Không là bể bình là toang đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xuống cầu thang thôi. Nhưng mà di chuyển phải rất là từ từ nha các bạn. Không là vớ bình là chúng ta cũng vớ alo ngay đấy. Ui dồi, ui dồi, ui dồi. Các bạn có nghe tiếng gì không nhỉ? Đây rồi, hình như ở xa xăm kia mình thấy đồ ăn của mình hay sao ấy. À không, đồ ăn của mèo, bởi vì mình thấy dấu chân của mèo. May quá chúng ta đã xuống được nhà rồi. Tầng hơi cao các bạn ạ, nhưng mà không sao. Đây như kiểu táo tàu ấy nhỉ? Đúng không các bạn? Mèo làm gì ăn táo tàu nhỉ? Bây giờ chúng ta cần phải tìm hướng để ra ngôi nhà này. Rồi, hướng cửa đây rồi. Ô, quả xe ô tô đỏ của ông chủ này cũng khá là đẹp. Mình cũng thích kiểu màu đỏ đấy. Nhưng mà rất tiếc là da của mình màu nâu các bạn ạ. Giá như mình màu đỏ là mình ngụy trang ở trên cái xe đấy là mình xuống thành phố luôn. Toang rồi các bạn ạ, mình mới thấy con đường xuống nó hơi ngợp. Là một con dốc khá là cao. Bây giờ chúng ta phải lăn xuống. Và có khả năng cao là bình của chúng ta sẽ vỡ. Nên là bây giờ phải từ từ thôi. Nhất quyết là phải từ từ nhá. Nào, di chuyển cho nó nhẹ nhàng trên mạng. Ơ kia 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 kia. Ui, cố gắng lên, cố gắng lên. Ui, chóng mặt quá các bạn ạ. Nhưng mà không sao. Có vỡ bình không nhỉ? Ui, toang rồi. Ui, nhưng mà mình có skill các bạn ạ. Mình có thể biến thành một quả bóng. Chúng ta có thể lăn xuống. Nhanh lên. Ui, có kịp không? Uầy, vừa kịp lúc luôn ạ. Theo mình dự đoán đấy là ngôi nhà của ông chủ mình đang ở trên một cái vùng núi cao. Và bây giờ chúng ta sẽ phải xuất phát từ vùng núi cao về với biển. Trời ơi, quãng đường này đúng là gian nan và khó khăn đối với mình rồi. Nhưng mà mình không thể từ bỏ được. Bởi vì những người anh em mình còn ở dưới kia. Mình cần về với gia đình của mình. Mình cần có một cuộc sống mới. Chứ cứ sống như này chắc mình tự kỷ mất. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta cần phải tìm đường thoát khỏi nơi này đó. Đây là một vũng nước. Theo mình đoán là nước suối các bạn ạ. Đây rồi. Ok. Được rồi. May mà mình có khả năng là phóng to. À đâu, biến thành quả bóng chứ. Quả bóng mình có khá là nhiều gai. Trên cơ thể mình toàn là gai thôi. Dốc rất cao các bạn ạ. Bây giờ chúng ta phải tìm cách để thoát khỏi nơi đây thật nhanh. Càng nhanh càng tốt. Mặc dù nước ở đây cũng khá là ok, mình thấy nước đây cũng sạch đấy. Nhưng mà mình là cá biển nên là mình cần phải về biển. Mình không thể sống ở nước suối được. Đang tính bảo là chỗ này bơi cũng ok, chỗ này cũng an toàn đấy, thì gặp một con dốc khá là lớn. Rồi, không sao, bây giờ mình có thể lăn được rồi. Cả tay mình cũng khá là quen rồi các bạn ạ. Mình ấn quen rồi, bây giờ cứ dốc là mình phóng to lên thôi. Đây, như kiểu ở đây. Ô, đây, cứ lăn thôi các bạn ạ. Lăn khi nào mà xuống được đồng bằng thì thôi. Bây giờ chúng ta đang ở vùng núi, toàn là dốc thôi. Đây mới là thác lớn này. Được rồi, nhảy xuống thôi. Ui. Sau khi thoát khỏi những con dốc chỉ có lăn và lăn thôi, thì ngày hôm nay chúng ta cần phải vượt qua những vũng nước mưa các bạn ạ. Đây mình nghĩ là trong rừng hay sao ấy, chỉ toàn là vũng nước nhỏ thôi. Và khả năng cao là trời mưa sau đấy là sẽ trở thành những cái vũng nước như thế này. Khả năng cao là nước không thoát được các bạn ạ. Bây giờ chúng ta chỉ có thể là đi theo những cái vũng nước này để xuống thôi. Và mình nghĩ đây vẫn là trong rừng sâu, chưa có thể thoát khỏi được rừng. Cầu mong là trong quá trình về này chúng ta không gặp những cái loài vật như là rắn, như là rết. Bởi vì mình cũng chỉ là một con cá bé nhỏ thôi. Gặp những cái sinh vật đấy thì nó sẽ ăn thịt mình mất. Gặp khá là nhiều
các loài cây gai quấn quanh ở đây các bạn ạ. Bây giờ mình cần phải lăn, nhưng mà lăn tránh đi những cái cây gai này, không nó cản mình thì mình sẽ tắt thở mất. Phải thật nhanh đến được vũng nước này, từ vũng nước này nhảy qua vũng nước khác là sẽ an toàn nhất. Ui, ở đây có hai hướng để đi các bạn ạ, nước khá là sâu. Bây giờ chúng ta nên đi hướng nào nhỉ? Mình là người tuần tay phải, thế nên là chúng ta đi hướng bên tay phải nhá. Mình không nghĩ là trong khu rừng nó lại như thế này được. Rất nhiều nước mà rất sâu luôn các bạn ạ. Ở đây có một cái cống này. Được rồi, chúng ta sẽ đi theo cống này và đi ra biển. Mong là sẽ ra được nơi khác chứ không phải là ở trong khu rừng. Mình mong là sẽ được ra một con đường lớn nào đấy để chúng ta có thể xuống biển, nó dễ dàng hơn. Đi như này mình cũng choáng lắm. Ok, sắp ra được rồi các bạn ạ. Đây rồi các bạn, vẫn là khu rừng ạ. Có một điều nan giải đấy là cái lối ra của chúng ta bị một khúc gỗ chặn lại rồi các bạn ạ. Bây giờ mình đang tìm hướng để ra. Có một cái lỗ nhỏ ở đây. Chúng ta có thể thoát khỏi bằng cái lỗ nhỏ này không? Ui, mình nhìn ra được hướng bên kia rồi. Nhưng mà lỗ quá nhỏ, chúng ta không thể vượt qua được. Vậy thì bây giờ chúng ta phải cần tìm cách khác thôi các bạn ạ. Lầy hoay mà quên mất mình đã có skill. Ok, đây được rồi. Bây giờ mình sẽ lao đến và bật lên nhá. Rồi. Ui, sắp được ạ. Ok, lần nữa nhá. Mong là được. Được rồi các bạn ạ, mình lăn qua được đây rồi. Ok à, qua đây mình vẫn thấy khúc gỗ ở kia ạ. Bây giờ cũng phải bật lên tiếp thôi các bạn ạ. Nhảy lên nào. Được rồi, quả này thì ok rồi. Rất may mắn chúng ta làm lần đầu tiên đã được rồi. Phải đi thật nhanh. Ui, mình sắp hết hơi rồi. Có được không? Ui, có được không? Ui, may quá các bạn ạ. Quá may, quá may. Chúng ta vừa thoát chết. Bây giờ chúng ta phải lấy đà và nhảy lên thôi các bạn ạ. Mình hết hướng để đi rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách là nhảy lên chỗ này thôi. Ok, đây có một cái bình. Mình rơi vào bình rồi. Ok, khá là an toàn các bạn ạ. Bây giờ vào đây có con chim gì nó cứ húc bình thôi các bạn ạ. Đây nhá. Đây, các bạn thấy không? Ok, 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 ok. Mình suýt nữa trúng ạ. Nó húc mình gần vớ bình rồi các bạn ạ. Bây giờ không biết làm sao có thể tránh được con chim này đây. À, ui, làm đủ mọi cách để ra khỏi chỗ này thôi. Bình mình sắp vớ rồi. Đây là cửa rồi các bạn ạ. Chúng ta sắp ra được rồi. Được rồi các bạn. Cuối cùng thì mình cũng đã thoát khỏi con chim điên này rồi. Ui, không sao. May là dưới này có nước. Bây giờ mình đã đến được một cái cửa sổ. Mình nghĩ ở đây một căn nhà hoang các bạn ạ. Nhưng làm sao căn nhà hoang có ở trên núi là sao nhỉ? Bây giờ chúng ta cần phải nhảy qua chỗ này. Ok, nhảy thôi nào. Rồi, may quá các bạn ạ. Vào được rồi. Mình không nghĩ là ở trong rừng sâu vẫn có một cái công trình bỏ hoang như này là sao nhỉ? Hình như là không ai ở hay sao ấy nhỉ? Hay là làm dở người ta đi nhỉ? Mà ở đây hình như vẫn còn chim các bạn ạ. Bây giờ chúng ta cần phải rất là bình tĩnh để vượt qua cái khu vực này. Gỗ này nó sắp mục hết rồi. Nãy giờ mình đi được một đoạn đường nhưng mà gỗ mục rất nhiều nha. Rất khó là di chuyển, đặc biệt là những tấm phản này. Đây, tấm phản này sắp rớt này các bạn này. Bây giờ chúng ta cần phải vượt qua góc bên kia rồi. Ok các bạn ơi, mình xuống được tầng dưới rồi. Nhưng mà vẫn chưa thoát được khu vực này. Nhà hoang rất nhiều. Gỗ phản thì mục hết rồi. Cây cối cũng đã khô. Bây giờ chúng ta cần phải đi rất từ tốn. Ê ê ê, từ từ thôi. Đi từ từ thôi nào. Cố gắng điều chỉnh nào, giữ thăng bằng đi. Ok, qua được đây rồi. Bây giờ phải đi đường nào tiếp đây, hướng nào tiếp đây. Bây giờ mình đang phân vân là hướng nào. Sau 7749 lần thử thì mình cuối cùng mình đã ra được ngôi nhà rồi các bạn ạ. Đây rồi, cuối cùng chúng ta cũng đến đồng bằng rồi. Vượt qua con thác này nữa thôi. Ui da, đau phết đấy nha. Ôi, chỗ này đẹp quá các bạn ạ. Ơ, hình như cũng có cá này. Người anh em này tên gì nhỉ? Người anh em, cho mình hỏi tí không phải chứ. Anh bạn sống ở đây lâu chưa nhỉ? Sao trả lời mình hay sao nhỉ? Ờ, ông này tên Lêu Hêu các bạn ạ. Anh em có thể chỉ đường tôi ra biển được không nhỉ? Tôi ở trên núi xuống. Bây giờ tôi cần phải về với biển. Nhưng mà tôi không biết đường. Không biết là người anh em có biết không nhỉ? Ok, 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 ok. Sau khi mà giao tiếp bằng tiếng của loài cá thì mình phát hiện ra là ở đây vẫn là vùng núi các bạn ạ. Bây giờ mình cần làm đủ mọi cách để có thể vào chiếc xe của ông đang câu cá kia để mình xuống thành phố. Bây giờ mình sẽ ăn mồi của ông này. Để trên con đường về với thành phố thì mình sẽ trốn thoát. Đấy là kế hoạch của mình các bạn ạ. Đây rồi, mình cắn được câu rồi. Ông kia đang kéo mình rồi. Khoảnh khắc về với đại dương đây rồi các bạn ạ. Nào kéo nhanh lên xem nào. Kéo nhanh lên. Không được rồi các bạn ạ. Kế hoạch của mình thất bại rồi. Bây giờ mình phải tìm cách khác thôi. Bây giờ chỉ còn cách là mình sẽ lấy đà và nhảy vào cái thùng nước bên kia. Ok, nào bay lên thôi nào. Ây da, chưa rồi. Không sao. Ơ, hình như mình được rồi các bạn ạ. Không thể tin được là bây giờ mình đã bị bắt vào một cái quán bar. Ở đây âm nhạc khá là to.
rất là nhiều người. Bây giờ phải làm cách nào để thoát khỏi cái bình cá này đây? Đây có một vài anh bạn, mình đếm sơ sơ có 4 anh bạn. Nhưng mà những người này không có máu mặt như mình, không có đủ sức để vượt về biển như mình. Mình là một con cá, mình dám nói, mình dám làm. Bây giờ chúng ta sẽ vượt khỏi cái bể này. Nhưng mà vượt bằng cách nào đây? Thì 4 bức tường đều là kính, phía trên cũng là kính. Ôi, hình như mình thấy một lỗ hổng ở đấy rồi. À, mình hiểu rồi, chúng ta cần phải nhảy qua cái lỗ hổng này và đi ra ngoài thôi. Đây rồi các bạn, sau khi ra thì mình ở trong một cái thùng nước. Bây giờ chúng ta cần phải xuống bậc thang, từ từ thôi, phải rất từ từ đi vào sát tường đi. Cố gắng điều khiển nào. Ok, ồ, không sao, không sao, không sao, từ từ thôi. Nào, mày làm được. Phải đi vào sát tường. Đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi. Chỗ này hơi khó các bạn ạ. Mình đã phải bấm liên tục cả chuột lấn phím. Rồi, ok, còn mỗi 2 bậc nữa thôi. Nào, tập trung hết sức nào. Ok, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, xuống được rồi các bạn ạ. Tưởng là thoát khỏi những cái bậc thang rồi, ai ngờ vẫn phải đi xuống bậc thang. Chúng ta cần phải đi nép vào. Ở đây âm nhạc khá là lớn mà người đi thì rất nhiều. May quá, bây giờ cần phải xuống bậc thang. Nào, 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 giữ thăng bằng đi, không cần phải di chuyển đâu, để nguyên, giữ thăng bằng, không là toang đấy, không là ngủm của tỏi đấy. Được rồi. Ờ, vẫn còn một bậc nữa các bạn ạ. Làm sao đây nhỉ? Ok, phải dí sát cái lan can này đi thôi. Ok, khá là thuận lợi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta đã xuống được nơi rồi, rất là may mắn. Các bạn ơi, bây giờ chỉ còn đúng một cái hướng, đó là quầy bar. Không biết là vào quầy bar có việc gì đây. Trong khi đấy mình không biết uống cái gì cả. Nào, xem hướng nào để đi tiếp nào. Hóa ra là thế các bạn ạ. Ở quầy bar này có một bồn nước và mình cần phải nhảy vào cái bồn này để đi tiếp theo. Nào, tập trung để nhảy nào. Ok, bây giờ nhảy lên thôi. Rồi, lăn vào. Ok, thế là chúng ta đã đến được quầy bar này rồi. Mình không tin được là mình có thể nhảy vào một cốc nước luôn các bạn ạ. Bây giờ mình cần phải nhảy đi chỗ nào đây? Tưởng là sẽ tìm ra một hướng nào khác, ai ngờ vẫn về cái thùng nước đấy. Thôi, phải di chuyển thôi. Các anh trai nhảy nhót từ từ nhá. Ui, 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 anh. Ở kia, kia, kia. Rồi, như này chết không ấy chứ. Chúng ta phải đi rất từ tốn. Mình không biết là mình đứng khu vực này để làm gì luôn các bạn ạ. Để tìm hướng nào ra đây. Đấy rồi, cuối cùng mình cũng đã xuống được cống nước thải rồi. Mặc dù là hơi hôi nhưng mà mình thích, bởi vì mình đã vượt qua được cái không gian mà ô nhiễm tiếng ồn, quán bar, nhảy nhót. Đấy rồi, khu vực này mình nghĩ là mình cần phải nhảy vào cái ô tròn tròn này một phát thôi nào. Ôi kìa, được rồi các bạn ơi, chúng ta đang lăn rồi. Không biết là chúng ta sẽ đi tiếp khu vực nào đấy. Ôi nha, hơi đau nha. Ui, thu nhỏ người nào. Ok, nhảy qua chỗ này. Ok, hiểu rồi. May là có nước đấy, chứ không là toang. Nào, lăn hết sức đi xem nào. Mình không biết là chúng ta sẽ đi đến đâu, nhưng mà ít nhất là chúng ta sẽ vượt qua được cái cống này, vượt qua được những mùi hôi thối. Mong là như thế. Đây rồi. Nào, đây rồi các bạn ơi. Ơ, ra biển rồi. Và thế là mình đã hoàn thành thử thách là đưa chú cá nóc này về với biển cả. Rất may là cá vàng đã chờ mình từ trước. Đấy rồi, người anh em của tôi. Đấy rồi, rất vui được gặp lại bạn. Lâu lắm rồi anh em mình mới gặp lại nhau. Tí nữa anh em mình ra quán bà Nga béo làm cốc bia chứ hả? Và đó là cuộc hành trình đưa chú cá nóc về với biển cả. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh và nhớ là comment ở dưới video này nhé.